máy đo huyết áp nếu mà như chúng ta bỏ vào cốp xe thì chúng ta di chuyển nó sẽ rung lắc rất là mạnh, thì cái độ chính xác còn hay không và máy có hư hay không. Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cô chú anh chị mình. Có rất là nhiều cô chú đến trung tâm bảo hành cũng như gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hỏi về cái độ chính xác khi bỏ máy vào cốp xe và bị sốc như thế này. Thì cô chú mình yên tâm nha, nếu mà mình mua hàng chính hãng của Ôm Rong thì sẽ không có vấn đề gì. Tại vì ở hãng á, họ sẽ có một cái máy để test cái độ rung lắc rất là lớn. Nên là ví dụ chúng ta bỏ vào xe tải vận chuyển nè, hoặc là xe máy, thì cái độ rung lắc thông thường như chúng ta thấy á, thì độ chính xác vẫn không ảnh hưởng nha. Còn nếu mà như sau này cô chú anh chị mình mà nghi ngờ, xài vài năm mà nghi ngờ nó sai lạc hoặc không chính xác, mình có thể gửi về hãng để được kiểm định chất lượng miễn phí nha. Và đương nhiên cô chú anh chị mình nhớ mua hàng chính hãng nha. Còn hàng trôi nổi trên thị trường thì cái độ chính xác sẽ không có và mình không được kiểm định chất lượng. Thì cái máy mà mình đo mà không biết nghi ngờ nó có đúng hay không thì đo cũng như không cô chú anh chị ha. Đó, đây là cái dòng máy thông dụng 7156T, cái dòng của 2023 ha. Nó có cái khuôn cứng như này nè. Đây là mẫu được nhiều bà con sử dụng nhất. Đây nó tầm trung 1.575.000. Còn nếu mà như cô chú anh chị mình cũng có thể chọn cái dòng rẻ tiền hơn là 900.000 cho đến 1.1.2, hoặc là những dòng cao cấp hơn là tầm 2-3 triệu, thì cô chú anh chị mình vẫn được bảo hành chính hãng 5 năm và cái độ rung lắc thì cực kỳ yên tâm nha. Hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết ha. Thì cái loại đi thông máy này á, mình sẽ có một cái túi như này nè, mình xách đi rất là gọn ha. Cái này ngoài đo cho gia đình mình cũng có thể xách theo ở công sở làm việc. Bên cạnh đó mình có những cái dòng cổ tay nhỏ gọn hơn, nhưng mà Hoàng Sơn vẫn khuyên cô chú mình nên chọn cái dòng này.